话聊天聊到动不来。Cao Thị Phương Thảo 23,5. Người đứng thứ hai Đoàn Thị Hải Ninh 23 điểm. Người đứng ba Đào Thị Thu Hiền 14. Vỗ tay. Hôm nay là bạn Thảo sẽ được huy chương vàng ạ. Bạn Ninh thì không bạc. Bạn Hiền thì xin mời đứng sau ha. Dừng đấy ạ.